Clip hôm nay nói về chuyện dạy dỗ con cái bằng cách đánh đập thì có nên hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Các bạn cũng sẽ nói rằng có con đi rồi mày biết. Trời đất ơi, chưa có bồ, chưa có vợ, chưa có con mà mày đặt dạy người ta cách dạy con là thấy thua rồi đúng không? Nhưng không phải nhất thiết bạn uống rượu mới biết rượu sẽ làm cho bạn say xỉn. Không nhất thiết bạn phải có cái quá khứ là đi cai nghiện thì bạn mới có thể làm những clip như là những con vật rất là thích phơi pha của tôi. Tại vì chúng ta có thể dùng những cái hiểu biết của những người đi trước để mà chúng ta học và tránh ra những cái sai lầm mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc đời này. Cho nên đây cũng là một trong những cái đề tài mà tôi muốn làm từ lâu lắm rồi. Thì Tết nay tôi quyết định làm để cho mọi người có thêm một cái nhìn nó đứng đắn hơn về cái chuyện này. Tại vì xung quanh chúng ta thì chúng ta nghĩ cái chuyện mà đánh con là chuyện bình thường rồi, nít mà không đánh thì sao vậy đúng không? Nhưng mà thực sự nếu coi xong cái clip này thì các bạn sẽ có một cái câu trả lời khác. Bởi vì thực sự có rất là nhiều những cái nghiên cứu ở trên thế giới, người ta cho thấy rằng cái chuyện đánh con cái mình nó không có tác dụng gì nhiều lắm trong cái việc dạy con đâu, mà nó chỉ làm cho đứa trẻ trông có vẻ dễ dạy hơn thôi. Cho nên hôm nay đây là một clip nói về chuyện không nên đánh con để mà dạy con. Vô clip rồi coi tiếp biết. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu tại sao chúng ta lại đánh con. Nhảm quá anh ơi, chuyện đánh con là chuyện đương nhiên rồi, đánh cho nó nghe lời chứ. Trời đất ơi là trời, còn bây giờ anh nói tại sao phải đánh con, đúng là người chưa có đẻ con chưa hiểu gì trời. Đúng rồi, đánh đừng có nghe lời. Nhưng các bạn bây giờ ra ngoài đường á, các bạn muốn một người mà người ta nghe lời mấy bạn á, các bạn sẽ kêu anh ơi làm ơn giúp tôi cái này, anh ơi làm ơn giúp tôi cái kia. Thì các bạn lên gối giật chỏ người ta xong rồi nói đánh rồi đó mày mới nghe lời á, mày khiêng đồ giùm tao không, thấy gì trả tiền cho người ta. Bạn lên gối bằng giật chỏ người ta, bạn nói mày chở tao tới chỗ này không. Thì thực ra bạn cũng có thể làm được điều đó mà mình đi một lần thôi, xong lần sau người ta chở bạn thẳng tới đồn công an á mấy bạn. Tại vì bạn dại quá, bạn coi lại gì, bạn tấn công người khác bằng vũ khí gây thương tích là tội trong luật hình sự đó mấy bạn. Nó không phải là cái cách dạy dỗ con cái đúng đắn, vô cùng đơn giản nói để cho mấy bạn hiểu. Nhưng cái lý do thứ hai cũng là cái lý do mà nhiều người Việt Nam sử dụng rất là nhiều, đó chính là thương cho roi cho giọt. Trời đất ơi là trời, tôi đánh nó để tôi dạy nó mà chẳng qua là tình thương, tôi muốn nó tốt cho nên tôi mới làm như vậy thôi. Ồ, thương cho roi cho giọt nghe hợp lý quá. Vậy bạn cô gái bằng cách nào vậy? Bạn mời người ta đi ăn, bạn tặng quà cho người ta, bạn nói những lời mật ngọt, hay là bạn lên gối giật chỏ người ta? Thương nè, thương nè, thương nè, trời ơi tôi thương nè muốn chết luôn nè. Dĩ nhiên cũng có những lúc bạn cũng thương kiểu như vậy, who's your daddy, who's your daddy, thì đó nó cũng là một cái kiểu tình thương. Nhưng mà tới lúc đó là muốn có như vậy thì nó cũng phải qua những cái khúc mà dịu dàng, đáng yêu, dễ thương đúng không? Tức là lời nói, tức là những cái hành vi cử chỉ cho người ta thấy được cái tình thương đó, chứ không phải là cái quýnh lộn. Các bạn biết vì sao có cái chữ thương cho roi cho vọt không? Bởi vì đó là cái cách dạy con của ông bà mình thời mấy ngàn năm trước. Cái thời mà Việt Nam chỉ biết được trên trái đất này có hai nước thôi, một là Việt Nam bị trị, hai là Trung Quốc nó qua nó cai trị. Cả mấy ngàn năm á mấy bạn, nó cai trị Việt Nam, lúc nào nó cũng coi Việt Nam như là một cái bộ phận của đất nước của nó thôi. Các bạn nào còn nhớ mà ngày 17 tháng 2 năm 1979 chắc cũng sẽ nhớ được cái chuyện mà nó qua nó dạy cho Việt Nam một bài học, đó là chiến tranh biên giới. Cái đó ở trong trường thì không có dạy gì hết trơn. Nói rất là ngắn gọn nhưng mà các bạn nên nhớ điều đó để các bạn hiểu cái lịch sử của mình nó bị ảnh hưởng bởi đất Trung Quốc nhiều lắm. Cái câu thương cho roi cho vọt nó đến từ đó đó mấy bạn, và câu đó nó đến từ cái thời không có internet, không có để giúp cho chúng ta hiểu được thế giới này nó rộng lớn vô cùng. Internet nó rất là quan trọng, nó là một trong những cái phát minh mà free cho toàn thế giới, mà nó ảnh hưởng tới sự phát triển vũ bão của nhân loại. Đó là một trong những phát minh mà tôi đã có làm trong một cái clip, các bạn có thể coi lại cái phần đó, nó rất là hay. Nhưng ở đây để chúng ta thấy là thời đó người Việt Nam không có cái gì để so sánh hết. Nhưng bây giờ chúng ta có internet rồi, chúng ta nhìn chúng ta biết cái nước nào nó phát triển trên thế giới. Chúng ta biết các lãnh đạo đưa con đi học là học ở Mỹ, học ở châu Âu, chứ không có lãnh đạo nào đưa con đi du học Trung Quốc hết đó mấy bạn, cũng không có du học mà Triều Tiên. không có. Cho nên biết nước nào nó xịn rồi đúng không? Những cái nước như vậy cũng đã nói từ rất là lâu rồi là không có nên quýnh con. Dạy nó thì phải dạy bằng phương pháp đàng hoàng chứ không phải là thương cho roi cho vọt. Cho nên đó là cái mà rõ ràng như chúng ta có thể so sánh. Còn cái lý do thứ ba là một lý do mà nó có nguyên nhân sâu xa hơn. Thực ra nó là nguyên nhân sâu xa nhưng mà nhiều người không có để ý tới, tại vì họ đó coi như đó là chuyện cũng cuộc sống bình thường. Nhiều người quýnh con là bởi vì hồi nhỏ họ cũng bị quýnh y chang như vậy. Họ bị quýnh như vậy, xong cái họ lớn lên họ nói tao nhà bị quýnh như vậy cho nên tao mới được như bây giờ. Không có, được như bây giờ là cũng được như theo kiểu là quýnh tiếp. Nó là một cái gọi là history of violence, tức là một cái lịch sử bạo lực trong một cái gia tộc. Nó không phải là một cái thứ gì mà để cho các bạn có thể cảm thấy tự hào về cái vấn đề đó hết trơn. Tại vì chúng ta có thể dạy con để cho nó tốt, cho nó xịn. Các bạn nhìn qua thế giới các bạn thấy liền, mấy ông tỷ phú mà nước ngoài châu Âu, châu Mỹ nó lớn, trời nó quá trời luôn, quá trời mấy ông đó luôn. Mấy ông đó đó, bà má toàn yêu thương con cái cãi không à, không ai quýnh đập gì hết trơn hết á. Rất giàu và không có ai mà tự hào nói hồi nhỏ tôi bị ba má quýnh rồi giờ nên tôi quýnh con lại cho nên con tôi mới thành công như tôi. Có ta nói thành công á là nhờ ba má thương yêu không mà. Đó là những lý do, thực ra nó còn nhiều lý do lắm. Người Việt Nam có thể nói lý do là hả nó lì quá, rồi lý do là hả chẳng qua là trời ơi tao lo tao thương cho nó tại vì nó chạy xe ra đường xong rồi tao quýnh nó rồi kiểu như vậy. Đó là những lý do gì cơ bản có thể gom được ba cái thôi: thương cho roi cho vọt, quýnh để dạy và cái thứ ba là do đã từng bị quýnh trong quá khứ. Và đó là những cái rất là tầm bậy trong cái việc dạy con. Bởi vì sao? Bởi vì đã có những cái nghiên cứu cho thấy sự tầm bậy đó. Bây giờ tới phần nghiên cứu. Năm 2004 ở Mỹ, nó nghiên cứu trên 35.000 người, thanh niên trên 20 tuổi thì nó phát hiện tụi nhỏ này mà hồi còn nhỏ bị đánh, bị chửi nhiều thì lớn lên sẽ bị depressed, bị trầm cảm, bị mental problem và quan trọng là sẽ bị nghiện ngập, nghiện rượu hoặc là các chất ma túy khác. Tới năm 2016 thì trong cái tập sang mà Family Psychology, hai ông tác giả là Grogan Keller với lại Gershop, hai ông này nghiên cứu về cái chuyện đánh đứa con nít của mình lớn lên có tác dụng gì. Thì trên 160.000 đứa con nít ở trên 70 nước, mấy ông nghiên cứu thấy hồi nhỏ mà đứa nào mà bị quýnh nhiều, bị chửi nhiều thì lớn lên không chỉ cái chuyện mà bị trầm cảm, bị vấn đề về sức khỏe tâm lý mà đồng thời những cái chức năng nhận thức của nó như là chuyện nhìn ngó, coi lên kế hoạch này nọ lọ chai thì nó đều giảm sút. Tự tin cũng giảm luôn và những cái chuyện như là nó hung hãn hơn, đánh đập nhiều người hơn và các mối quan hệ trong gia đình đều có vấn đề hết mà dẫn tới là hầu như nghiện ngập là điều chắc chắn luôn. Nhỏ mà bị vậy là lớn vậy đó. Nhưng tới năm 2021 á, có một nghiên cứu của cái bà tiến sĩ đó là Sabrina Suffren ở Đại học Montreal thì bà mới phát hiện lần đầu tiên luôn á là não của những đứa nhỏ mà hồi nhỏ mà bị đánh bị chửi nó sẽ nhỏ hơn bình thường. Wow, nó ghê vậy đó mấy bạn. Thì á, bạn nghiên cứu tụi nhỏ là từ hồi mà 2 tuổi cho tới 9 tuổi luôn. Tại nhờ bên đó tụi nó thông tin là cất rất là kỹ luôn. Thì lúc 2 đến 9 tuổi, sau đó bà chụp hình lại não của tụi nó, MRI á. Lúc mà 16, 19 tuổi thì bà phát hiện ra là những đứa nào mà hồi nhỏ mà bị chửi, bị đánh nhiều á, lớn lên á thì cái vùng prefrontal cortex, tức là vỏ não trước trán nè, với lại cái phần amygdala, tức là hạch hạng nhân á, hai cái đó nó đều nhỏ hơn so với những đứa trẻ bình thường. Hai cái đó nó quan trọng lắm mấy bạn, tại vì á, nó giúp cho bạn lên kế hoạch, tức là hoạch định về tương lai của các bạn. Cái phần cảm xúc của bạn điều khiển cũng là nằm ở hai phần đó. Và những cái như là liên quan tới trí nhớ, liên quan tới tuổi thơ của các bạn và những cái cảm giác sợ hãi này nọ đều là nằm ở cái khu này. Và nó cho thấy là khi mà bạn bị đánh hồi nhỏ, bị chửi hồi nhỏ thì lớn lên phần đó nó nhỏ hơn bình thường. Cái đó nó nguy hiểm cỡ nào? Nó nguy hiểm ở chỗ á, là bạn không biết là bạn nên thua người khác. Tại vì bạn nhìn ra ngoài đời, bạn thí dụ bạn thấy ok, anh Leo thấy tay bị tật như vậy thì có những thứ như là anh đánh đờn nó sẽ khó hơn người khác, anh móc mũi thì nó sẽ dễ hơn người khác. Nhưng khi mà các bạn bị ở phía trong, bạn không bao giờ biết bạn bị cái gì hết. Giống như cái bộ phim Nhà Bà Nữ, tôi có làm clip gì sao cái cô đó mà cổ bỏ chồng chửi chồng là bởi vì á, cô không biết rằng là những cái lời chửi rủa của má cổ nó ảnh hưởng tới con người của cổ như thế nào, nó để lại ấn tượng sâu sắc tới khi nào. Đến khi mà cổ yêu một ai đó, cổ ở bên người đó, cổ thương người đó mà những gì từ miệng của cổ chạy ra chỉ là lời chửi rủa đầy nghiến y chang như mẹ của cổ thôi. Đó là những thứ mà bạn không có thể biết được là mình đang bị thua vì sai và nó nằm tất cả là do hồi nhỏ bạn bị chấn thương, do bị đánh, do bị chửi. Những cái đó bên ngoài và bên trong đều có hại như nhau. Và nhờ bà Sabrina Suffren mà người ta đã chụp hình được bằng cái MRI thấy não nó nhỏ hơn. Anh Leo nói thiệt á, những cái mà research anh đưa ra nó rất là hay. Em sẽ share cái clip này với những research đó. Và đồng thời em cũng sẽ donate cho clip này. Bởi vì cái công mà kiếm những cái research đó ra không phải ai cũng làm được đâu. Nhưng anh ơi, giờ không quýnh con sao dạy nó? Con em nó lì lắm, trời đất ơi, nói nó không có nghe, phải quýnh nó thôi chứ sao giờ. Đây là cái phần tôi giúp cho các bạn đây. Các bạn biết không, chị mà các bạn quýnh con bạn á, nó chỉ dẫn tới cái chuyện là sau này nó sẽ quýnh con nó. Nó sẽ sử dụng bạo lực đối với những ai yếu hơn nó. Các bạn đi ngoài đường các bạn cũng thấy, da quẹt nhau xe trên đường á, nhảy xuống thì thằng bự luôn chỉ vô mặt thằng nhỏ và nói: mày nói gì mày? Mày nói gì? Mày muốn tao quýnh mẹ mày? Chứ không bao giờ có chuyện ngược lại hết á. Bạn thấy trong xã hội, những người mà bự hơn sẽ ăn hiếp mấy người nhỏ hơn là bởi vì từ hồi ở trong gia đình họ đã thấy rồi, ba má quýnh con chứ có bao giờ con quýnh ba má đâu. Mày im đi là ba má nói với con chứ con có bao giờ dám nói như vậy, bị kêu mất dạy liền. Cái đó là cái rõ ràng nhất của Monkey See, Monkey Do. Cái mà cũng rõ ràng nhất là các bạn thấy trong gia đình đó, nhiều người kêu đọc sách tốt lắm con, sao con không đọc sách mà suốt ngày con cứ cắm mặt vô điện thoại hoài vậy? Trong khi mấy người đó suốt ngày cũng cắm mặt vô điện thoại, coi TikTok nhảm nhảm cũng không có khác gì con, mà thậm chí coi còn chậm hơn con mình nữa chứ. Xong kêu con đọc sách đi, bản thân họ không đọc sách. Tôi tại sao tôi đọc sách? Tại vì hồi nhỏ nhà tôi sách không, ba má tôi cũng đọc sách xong, thành ra nhờ vậy tôi mới có kiến thức để mà tôi làm những clip cho các bạn coi. Và vậy có những cái lời để các bạn hiểu được những cái thứ mà những người khác không có hiểu được, như là Stockholm Syndrome, cái chuyện mà yêu thương kẻ bạo hành. Coi cái clip đó của tôi đi sẽ biểu. Thì Monkey See, Monkey Do, bạn chửi, bạn đánh con bạn cũng sẽ chửi và đánh cháu của bạn. Đó là điều đương nhiên. Cũng giống như trong cái clip mà tôi nói về phim Nhà Bà Nữ, vì sao mà cổ Nhi cô chửi chồng đánh chồng á, là bởi vì nhỏ bị má đánh chửi thì lớn lên cũng làm y chang như vậy, không có khác hết trơn hết đó. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà đánh con á, nó không có giúp cho bạn dạy con đâu. Tại vì bạn mà nghĩ rằng á, bạn quánh con cái nó học được cái bài học đó, nó không làm vậy. Không phải, nó không có làm là để cho bạn yên tâm thôi. Giống như là 9 giờ là phải về nghe cho con, không tao quánh mày. Nhiều người kiểu vậy kỳ cục lắm. Nhưng mà con bạn nó hư, nó không cần đợi tới 9 giờ tối nó mới hư. Nó hư ngay trong giờ học, nó có thể trốn học để mà nó hư. Xong về 9 giờ bạn cũng vẫn thấy nó về, bạn vui rồi. Tôi có nhỏ bạn nó vậy, cứ 9 giờ mấy lại đi về nhà cho ba nó thấy là con nó về rồi nha. Xong ba ngủ, xong đi ra khỏi nhà đi chơi tiếp. Nó vậy. Nó tìm cách vượt qua những cái mà bạn đặt ra để cho bạn khỏi quýnh nó, khỏi trừng phạt vậy thôi. Chứ thực ra bạn mà muốn nó hiểu được cái bài học thì bạn cần phải nói chuyện. Giống như nhiều người á, thấy con mình chạy ra đường cái, thấy xe chạy tới cái bắt đầu trời đất ơi là trời, kéo vô cứ quýnh quá trời quýnh luôn, vô quýnh mày cũng biết mày làm vậy là mày bị xe đụng không, trời đất ơi là trời. Cuối cùng á, cái đứa con nít nó không học được gì hết trơn á đó. Tại vì các bạn biết không, các bạn đủ già, các bạn sống trên đời đủ lâu nên các bạn biết cái xe mà nó trúng vô bạn cái thì nó gọi là xe đụng. Và đụng nó sẽ dẫn tới cái vấn đề gì về thương tổn, về tiền bạn này. Đứa nít á, nó chưa có sống được 30 năm như bạn, nó mới có 6-7 tuổi, nó không hiểu được chuyện đó, nó chưa bị đụng nó biết được. Thành ra nó chỉ biết là vào thời điểm đó nó đang xanh lè xanh lét vì bị la, nó thấy bạn cũng xanh lè xanh lét mà nó biết bạn xanh lè xanh lét gì mà cuối cùng á bạn đè bạn quýnh nó, trời đất ơi, cái nó cảm thị ủa là sao, chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Bạn đừng có nói con nít nó không biết gì, con nít nó cảm nhận được bạn đang nghĩ cái gì trong người. Trong cái clip mà tôi đã làm về cái chuyện mà con nít không biết gì, các bạn coi các bạn sẽ thấy trời đất ơi, nó thấy người đó giận là nó biết người đó đang giận, nó không có dám làm gì để cho người giận. Thì chuyện này cũng vậy, nó thấy bạn sợ nên biết bạn sẽ sợ và nó sẽ không dám để mà tạo ra cái gì đó, nhưng bạn không giải thích, bạn chỉ quýnh nó thôi thì sao nó hiểu được. Thời điểm đó bạn cần phải nói là cái xe đó đó nó đụng con là nó sẽ đau, nó đau như thế nào. Bạn bắt đầu diễn tả cái tay của con như vậy là nó đau đúng không con, bây giờ con lấy cái tay của con quýnh vô cái tay của con đi, quýnh mạnh coi, càng mạnh thì nếu mà một cái bự như vậy mà nó tông tới thì không phải chỉ tay con đau, chân con đau, cả người con đau hết. Lúc đó con không có đi học được, con không có đi chơi được, con nằm một chỗ thôi. Con có thích như vậy không? Ba không có muốn vậy, ba thương con, ba đau lòng khi mà thấy con vậy, cho nên ba mới nói con đừng có chạy lung tung kiểu như vậy. Chỉ cần nói vậy thôi, con nít bảo đảm nó hiểu, nó nghe. Bạn mà khóc nữa là nó còn hiểu được nỗi đau của bạn được. Cái này rõ ràng lắm. Bạn cô gái, bạn cô trai cũng vậy, bạn kể những câu chuyện đau đớn hay là vui vẻ, người bên đó người ta biết bạn đang vui, bạn đang buồn mà, đúng không? Chứ bạn đâu mà khi nào mà nói tôi buồn lắm, các bạn đấm vô mặt ta, tôi vui lắm, các bạn tuột hết đồ của người ta ra. Thì dĩ nhiên cũng có những lúc như vậy, nhưng mà ý tôi muốn nói là bạn dùng lời nói, bạn có thể thể hiện cái đó và người ta sẽ cảm nhận được cái đó. Chứ bạn không phải là quýnh, bạn không phải là chửi, đơn giản như vậy thôi. Nhưng bởi vì chúng ta thường hay nói chúng ta không có thời gian, không có, năng lượng không có, cho nên quýnh nó lẹ. Và chính bởi cái làm cho lẹ, dạy con mà làm cho lẹ, không muốn nói chuyện với nó thì đến một lúc mà nó lớn rồi nó cũng làm y chang như vậy với bạn thôi. Nó cũng sẽ quýnh bạn, nó cũng sẽ không thèm nói chuyện với bạn mà nó chửi bạn. Lúc đó đừng nói tại sao nó bất hiếu. Có đâu, tôi đã có nói về cái vụ có hiếu trong cái clip mà cha mẹ độc hại. Cha mẹ độc hại là chửi con, quýnh con như cơm bữa. Cái đó không cần phải có hiếu đâu mấy đứa. Khỏi. Đẻ ra thôi chưa có phải là đủ. Đẻ ra và nuôi dạy con đàng hoàng mới là đủ bổn phận của ba mẹ, mới xứng đáng được có hiếu, nghe chưa? Ok. Còn cái chuyện mà dạy con quýnh con, không phải ai cũng có khả năng mà suốt ngày nói chuyện cho con hết. Đúng vậy, tôi biết lâu lâu nổi điên một cái cũng phải quýnh nó một cái, nhưng mà làm sao bạn phải dạy con bằng lời nói, bằng tình yêu thương để cho nó hiểu. Bạn dạy cho nó bằng những gì mà bạn muốn nói cho nó, chứ không phải bạn đi nói chuyện như người khác, bạn nói rất là nhiều thời gian, còn con bạn chỉ có quýnh thôi thì cuối cùng nó không có học được gì mà nó chỉ biết là mình cần phải nói láo để mình khỏi bị quýnh nữa. Đó, chấm dứt, đơn giản. Thật ra tôi hy vọng là cái clip này của tôi nó vừa đủ để giúp cho các bạn bấm share, để giúp cho các bạn thay đổi suy nghĩ của mình, và các bạn sẽ bấm donate cho những cái kiến thức giúp cho bạn trở thành một người cha, một người mẹ tốt hơn. Clip tới đây là chấm dứt. Hẹn gặp các bạn trong những clip khác hay ho hơn. Bye bye. See you again.